chú anh chị ơi, cả nhà ơi. À, lưới thì em vẫn đã giăng xong rồi nè. Mà bây giờ chờ lưới thì rất là lâu nha. Tại vì từ ở trong nhà đi ra xa dữ lắm. Cho nên là em vẫn sẽ đi hái ổi nha. Tại vì dọc đường có một cây ổi trái rất là nhiều luôn. Bây giờ thì cả nhà quý cô chú anh chị cùng đi hái ổi với em Mẫn nha. Ướt nhẹp mà nè. Ôi trời, ôi trái này nhìn thấy nó vàng hơn, vàng quá trời luôn nè, thấy không? Nhưng mà nó chưa có vừa ăn. Ê, đây nè, đây nè. Nó muốn gần hơi chín vậy đó, nhưng mà nó vẫn chua nha, có hậu chua mà nó có luôn cả cái hậu chép nữa, mà nó mềm chứ nó không có giòn. Cái này vừa ăn này nè. Hay cả nhà nhìn nè, quá trời ngon luôn nha nè. Trời, trái này ngon kinh khủng luôn á. Nè, nước nó chảy đồng đồng luôn á, không có bọc rồi. Nãy thấy trái bự nhiều lắm mà ta lên đây. Ê đây, mình có 44 kg nha cả nhà. Mặt em vẫn có 44 kg à. Cái này ngon nè. Mày ăn bột quá à. Cái khúc đít nó ngọt này cả nhà. Khúc đậu chua quá. Cả nhà ơi, em Mẫn xin lỗi cả nhà nha. Bây giờ em Mẫn ăn mà quên mời cả nhà ăn. Mời cả nhà ăn ổi với em Mẫn nha. Ngon lắm, ngon dữ dằn luôn á. Ngon kinh khủng luôn. Ê dạ, ừ. Ê trời. Ê dạ. Giờ này người ta mở nhạc nghe đã nghe cả nhà. Mấy cả nhà có nghe được không ta? Có cái hương nhiều quá nha. Có phòng nít đây nè, là nó hư luôn rồi. Mặn bỏ. Em Mẫn không có ăn hột ổi nha cả nhà. Cái này chắc không ta? Mẫn ra lấy cái xô lên nè. Ăn lấy cái xô lên mà không bẻ. Ủa cái nè cả nhà ơi. Trái này chín này. Ngọt gắt luôn á. Rồi cái nha. Rồi nó ngon. Quá trời ngon luôn.
Ủa này nè, nhóc có chôn luôn kìa. Mà xa quá à, đi ra ngoài. Ba cái dây này luôn buông quá. Cái cặp này. Ơi. Ăn cái đã. Nó chín rồi nhưng mà nó có sâu nha cả nhà. Ấy đây. Ơi, trái này nó nhỏ nhưng mà nó chua lắm luôn nè. Nhìn kỹ coi còn cái nào nữa không? Thường thường á, mình đi ve ổi á là mình hay bấm cho ổi hay cả nhà. Mà ăn cũng bấm ổi nữa. Cho nó có vừa ăn chưa? Trời ơi, chua nè, chua nha. Có một cái chua nè. Cái này nó bấm rồi. Cái này cứng quá. Ây da, ở ngoài có mấy trái kìa. Đem cao quá được không ta? Không. Ê, để em mẫn nha. Cái nhánh này có vẻ chắc. Ây da, ây da. Trời ơi, còn trái bự, nó keo rụng hẳn. Nhánh nó trúng cái đầu. Nữa nha. Ngon quá trời luôn. Ê, ở trên đó kìa, trên nó có.
Cả nhà quá trời ngon luôn á. Ây da, cả nhà nhìn nè. Em mẫn bẻ một hồi mà nhóc hết trơn luôn nè. Cái này á, lát nữa là sẽ đâm chén muối ớt nha. Trời ơi, lát nữa về á, đâm chén muối ớt cho nó cay thiệt là cay luôn. Ngon kinh khủng luôn nè. Ngon quá trời luôn, cái này trái này nè, ui bóng hới luôn. Đã gì đâu á. Đây. Cả nhà ơi, em ở nghỉ bẻ ổi nha cả nhà, nãy giờ bẻ cũng mệt rồi đó. Lát nữa đó thì em vẫn sẽ đi thăm lưới nha. Tạm biệt cả nhà nè.